Seon Yeon Twice phải đổi tên thật và câu chuyện quá khứ không bao giờ muốn nhắc đến. Seon Yeon được biết đến khi nằm trong dàn Vocalize của Twice, nổi tiếng với giọng hát ổn định cùng khả năng vũ đạo xuất sắc. Tuy nhiên, câu chuyện đằng sau cái tên Seon Yeon lại toàn là những ký ức buồn. Có thể fan đều biết Seon Yeon, giọng ca tài năng và thanh lịch của Twice. Năm 2016, lần đầu Seon Yeon kể lại câu chuyện trên một buổi giao lưu trực tuyến với fan cùng trưởng nhóm Jihyo, người vốn có tên khai sinh là Jisoo và cũng phải đổi tên. Khi Seon Yeon chào đời vào ngày 1 tháng 11 năm 1996, bố mẹ đã đặt cho cô một cái tên rất khác, Yoo Kyung Kwan. Dựa vào các ký tự Hanja đã dùng trong ngày sinh của Seon Yeon, nghĩa gốc của Kyung Kwan có thể đọc là tinh tế và duyên dáng hoặc tài năng và xinh đẹp. Nhưng dù nghĩa của cái tên Kyung Kwan rất hợp với vẻ thanh lịch, sắc đẹp lẫn khả năng hoàn hảo của Seon Yeon thì nó vẫn là lý do khiến cô bị bắt nạt. Cái tên đó, Kyung Kwan, là một vấn đề rất lớn với tôi. Tôi đã rất căng thẳng vì tên gọi. Seon Yeon chia sẻ. Seon Yeon giải thích rằng cô đã sử dụng cái tên Kyung Kwan cho đến năm 9 tuổi, nhưng cô có quá nhiều vấn đề về tên gọi. Đáng buồn là dù Kyung Kwan trên lý thuyết là một cái tên không phân biệt nam nữ, nhưng nó thường được sử dụng cho các bé gái. Có hai nam cầu thủ bóng chày Hàn Quốc có tên này, Lim Kyung Kwan, thỉnh thoảng đánh vần là Lim Kyung Kwan và Park Kyung Kwan, đôi khi là Park Kyung Won. Nhiều bộ phim K-drama cũng đặt tên nhân vật nam là Kyung Kwan, trong đó có Stranger, City Hunter và The Promise. Trong một buổi giao lưu trực tuyến, Jihyo đã gọi đùa Seon Yeon là Kyung Kwan Oppa, nhấn mạnh vào sự nam tính của cái tên đối với nhiều người Hàn. Seon Yeon tiết lộ rằng ngay cả bạn bè cô cũng trêu chọc, nói rằng cái tên Kyung Kwan của cô nghe thật giống tên con trai. Cuối cùng, những căng thẳng mà việc bắt nạt gây ra khiến Seon Yeon không thể chịu nổi. Khi đó, mẹ cô đã quyết định làm một việc khá mạnh mẽ để dừng mọi lời trêu chọc, đổi tên Kyung Kwan của con mình thành người xinh đẹp Seon Yeon. Cái tên Seon Yeon được lựa chọn vì nó nghe giống như tên của các chị gái Seon Yeon, nữ diễn viên Gong Seon Yeon và người chị em ngoài ngành giải trí là Seo Yeon. Hán tự Hanja của cái tên Seon Yeon có thể dịch nôm na là Trường An, nhưng đồng thời ý nghĩa của nó cũng bớt nữ tính hơn so với cái tên cũ của idol nhóm Stray. Nhưng cái tên này lại được cho là rất nữ tính. Sau khi được mẹ đổi tên khai sinh, Seon Yeon cho biết cô đã rất hạnh phúc. Cô thích cái tên mới đến nỗi viết đi viết lại trên giấy. Không rõ công chúng nghĩ sao về cái tên Kyung Kwan, nhưng Seon Yeon chắc chắn đã vượt qua những kẻ bắt nạt mình ngày nhỏ để khi lớn lên, cô trở thành idol được yêu quý như ngày nay. Tất cả Kyung Kwan trên thế giới ơi, chúng tôi yêu các bạn. Jihyo. Vừa qua, sau khoảng 3 tháng dừng mọi hoạt động vì mắc chứng bệnh tâm lý rối loạn lo âu, Seon Yeon đã quay lại với đội hình Twice trên sân khấu lễ trao giải Seoul Music Awards diễn ra vào tối ngày 31 tháng 1. Trước đó, JYP đã thông báo Seon Yeon từ ngày 17 tháng 10, Seon Yeon sẽ vắng mặt trong các hoạt động quảng bá sắp tới của Twice vì lý do sức khỏe. Công ty này cho hay, Seon Yeon đang gặp trạng thái tâm lý lo âu về việc tiếp tục lịch trình của mình. Sau khi thảo luận cùng Seon Yeon và các thành viên khác của Twice, chúng tôi quyết định rằng Seon Yeon cần được nghỉ ngơi đầy đủ và cân bằng tuyệt đối với sự điều trị chuyên nghiệp. JYP khẳng định họ coi trọng sức khỏe thể chất và tâm thần của nghệ sĩ hơn hết thảy. Seon Yeon sẽ không thể tham gia các hoạt động quảng bá album thứ hai của Twice trong thời điểm hiện nay. Các lịch trình tương lai sẽ được thông báo nếu có sự thay đổi. Hồi tháng 8 năm 2019, thành viên Mina cũng phải tạm dừng hoạt động vì chứng rối loạn lo âu, sợ sân khấu. Hiện nữ idol đã trở lại hoạt động bình thường sau thời gian nghỉ ngơi và điều trị tâm lý. Sau khi lần lượt Mina rồi Seon Yeon phải tạm ngừng hoạt động vì bệnh tâm lý, nhiều fan tỏ ra lo lắng cho trạng thái của cả chính cô gái Twice. Nhóm nữ nhà JYP được biết đến là cực rất chăm chỉ comeback, luôn tích cực chạy show, ra sản phẩm mới và giao lưu với fan. Người hâm mộ hy vọng nhóm sẽ được công ty cho nghỉ ngơi đầy đủ, chăm sóc tốt hơn để đảm bảo sức khỏe. Mặc dù việc Seon Yeon cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối là điều mà các fan hoàn toàn ủng hộ, nhưng họ lại vô cùng tức giận với JYP Entertainment. Nhiều người đã ra sức kêu gọi JYP phải giảm tải lịch trình cho Twice, nhưng mọi chuyện vẫn không hề thay đổi. Kết cục là nay lại đến Seon Yeon gặp vấn đề về sức khỏe. Netizen lại càng tức giận hơn trong thông báo. JYP lại phát ngôn, chúng tôi coi sức khỏe tinh thần và thể chất của nghệ sĩ hơn bất cứ thứ gì, nhưng ngoài đời lại ép buộc các cô gái phải chạy theo cuồng quay lịch trình nặng nhọc. Điều này đã khiến các fan và các K-net chỉ trích JYP vì sự giả dối, miệng thì nói xem trọng sức khỏe gà nhà, nhưng chỉ muốn bóc lột họ để kiếm nhiều tiền nhất có thể.
Bình luận của Kenneth trên The Guardian về việc Jeon phải tạm ngừng hoạt động. Tôi mong rằng Jeon sẽ sớm bình phục cả về thể chất lẫn tinh thần và trở lại thật khỏe mạnh, luôn luôn ủng hộ cô ấy. JYP, làm ơn chăm sóc cho nghệ sĩ của mình một cách đàng hoàng đi. Jeon à, mong rằng chị được nghỉ ngơi đầy đủ và trở lại khỏe mạnh. Đừng để bị ốm đau mà. Mong các thành viên không ai bị ốm đau nữa. Trust lúc nào cũng phải phát hành album, đi tour, chạy lịch trình ở nước ngoài. Lịch trình của họ thật sự vô cùng nặng nề, mong các cô gái được nghỉ ngơi đầy đủ. JYP thực sự đối xử với Trust chẳng ra sao hết. JYP, đừng giả dối nữa. JYP, để họ ốm đau rồi mới cho họ nghỉ ngơi với mấy lời như chúng tôi coi trọng sức khỏe nghệ sĩ hơn bất kỳ điều gì. Ủa, vậy sao cứ bắt Trust comeback hoạt động liên tục như cái máy thế? JYP chỉ giả vờ quan tâm sức khỏe của các cô gái, trong khi đó các thành viên Trust còn chẳng được phép nghỉ ngơi chút nào.